được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Sondai. Và đó là một vị trí có thể quyết định thành bại của trận derby vùng Merseyside. Không có được sự hiểu ý giữa Luis Diaz và Gravenbeck. Simicat tạt vào, đánh đầu. Simicat đã có rất nhiều thời gian để thực hiện căn chỉnh trước khi tạt bóng. Alexandro. Những tình huống quây giáp của đội khách Everton. Lỗi của Luis Diaz với Jim Tarkowski. Cơ hội phản công. Dominic Soboslai. Salah đang băng lên, Jota cũng băng lên và Luis Diaz cũng vậy. Luis Diaz đối mặt. Không vào. Sau những tình huống đá phạt góc của đối phương thì Liverpool luôn là vậy, luôn rất nguy hiểm với những tình huống lên bóng rất nhanh. Cả ba cầu thủ tấn công của họ đều đã băng lên và ba lựa chọn chuyền bóng cho Dominic Soboslai. Nhưng cầu vệ của Everton cũng đã kịp lùi về với người cản phá cuối cùng là lão tướng Ashley Young. Đó là pha xử lý của Bradwell. Mohamed Salah. Luis Diaz. Diaz Salah ở bên kia. Vẫn chưa thể thành công. Harrison bị quay bởi ba cầu thủ của Liverpool và anh đã không thể thoát ra được. Sau khi Harrison để mất bóng, chính Ashley Young là người đã băng lên để bọc lót cho Harrison. Soboslai. Rất nhiều những đường chuyền vượt tuyến được thực hiện thành công để vượt qua lớp nhân sự dày đặc ở tuyến giữa của câu lạc bộ Everton. Bổng hơn, mạnh hơn nữa. Nhưng kỹ thuật không cho phép cầu thủ người Bỉ làm trọn vẹn tình huống giống như những gì anh mong đợi. Đây là Luis Diaz. Những nhịp nhừ của Luis Diaz khi đối đầu với Ashley Young. Hai cánh của Everton với Ashley Young, với Mikolenko, và bây giờ là tấm thẻ vàng thứ hai của Ashley Young. Thẻ vàng thứ hai của Ashley Young trong trận đấu này đồng nghĩa với việc Everton chỉ còn chơi với 10 người ở trên sân. Trước đó ở phút thứ 18 thì Ashley Young đã phải nhận một tấm thẻ vàng rồi. Đây sẽ là một bước ngoặt của trận đấu này. Ashley Young ngày hôm nay đang chịu quá nhiều những sự vất vả khi đối đầu với Luis Diaz. Tấm thẻ vàng trước đó thì Ashley Young cũng đã phải phạm lỗi với Luis Diaz. Và lần này cũng là một pha phạm lỗi tương tự trước cầu thủ số 7 của Liverpool. Hoàn toàn đó là một pha vào bóng có lỗi của Ashley Young. Simicat. Luis Diaz. Đường chuyền bị sửa lưng với Simicat. Như những gì mà cổ động viên của Liverpool kỳ vọng, câu lạc bộ của mình có thể thực hiện trên sân Anfield. Gần 10 phút của hiệp 2 đã trôi qua. Bàn thắng vẫn chưa được ghi trong trận derby vùng Merseyside. Gravenbeck. Quá ít không gian cho Luis Diaz. Và thậm chí cũng là ít không gian cho cả những pha va chạm ở trên sân. Một cầu thủ của Everton đã ngã và lăn ra ngoài khu vực biển quảng cáo.
đó là Jan Tarkowski. Không phải, đó là Onana. Alexander Arnold. Luis Díaz. Salah. Cũng đã có lỗi việt vị của Mohamed Salah. Simicat. Tất cả nhân sự của họ đều đang ưu tiên cho mặt trận phòng ngự. Và điều đó thì khiến cho các cầu thủ của Liverpool có những dấu hiệu bị sốt ruột. Luis Díaz. Một loạt động tác qua người. Luis Díaz. Vẫn chưa thể dứt điểm. Luis Díaz. Díaz. Động tác giả của Luis Díaz. Luis Díaz cho rằng mình đã bị phạm lỗi về Patterson. Tình huống hãm bóng lại của Luis Díaz. Những ánh mắt liên tục được dồn về phía trọng tài chính điều khiển chỗ này, ông Greg Paulsen. Những tín hiệu từ tổ VAR sẽ được gửi đến trọng tài Paulsen. Patterson tất nhiên là chưa hề chạm vào bóng ở trong tình huống này. Nhưng liệu rằng tác động giữa anh và Luis Díaz đã đủ mạnh để thổi quả phạt đền hay chưa? Và câu trả lời là không. Để Liverpool tìm kiếm bàn thắng trên sân nhà, Luis Díaz vặn lưng liên tục. Và lại là phản ứng. Lại là phản ứng nhưng vẫn chưa có phạt đền cho Liverpool. Lần này thì bóng chạm vào tay của Michael Keane một cách rất rõ ràng. Cánh tay của Michael Keane đã đưa ra và chặn đường truyền của Luis Díaz. Người mang đến những sự thay đổi rất lớn cho Liverpool. Từ tấm thẻ đỏ của Ashley Young cho đến quả đá phạt đền này. Joe Matip. Luis Díaz ngày hôm nay không ghi bàn. Anh đã góp phần rất lớn vào những gì mà Liverpool đang có được trước Everton. Hai tấm thẻ vàng của Ashley Young. Díaz đã khiến cho Ashley Young phải rời sân. Và tiếp tục Díaz là người đã tạo ra quả penalty để Mohamed Salah thực hiện thành công. Vào sân thế chỗ cho anh là Joe Gomez.